phần thi về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 230, 70, 160 và 120. Trà My, người đang sở hữu số điểm 230, sẽ là người đầu tiên đến với phần thi này. Xin mời Trà My. Trà My sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Em xin lựa chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm, đó là lựa chọn của Trà My và chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên như sau. Khi sử dụng đòn bẩy, người ta đã tác động làm biến đổi những yếu tố nào? Cánh tay đòn và độ lớn của lực. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời anh Đức. Câu trả lời của em là phương của lực và độ lớn của lực. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là làm thay đổi phương, chiều, độ lớn của lực. Tuy nhiên với câu trả lời của anh Đức thì ban cố vấn cũng đồng ý cho điểm. Xin chúc mừng anh Đức. Câu hỏi số 2 trong phần thi về đích của bạn như sau. Sự kiện nào diễn ra vào ngày 4 tháng 10 năm 1957 và được xem là sự kiện mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? Con tàu Phương Đông 1 được phóng lên vũ trụ. Con tàu Phương Đông 1 của Liên Xô được phóng lên vũ trụ. Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Chúng tôi muốn nghe thử những câu trả lời khác ạ. Nhật Minh, xin mời bạn đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của em là sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên vũ trụ. Và bạn có biết tên vệ tinh đấy không ạ? Là Sputnik 1. Bạn xứng đáng có thêm điểm. Xin chúc mừng Nhật Minh. Ở câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo thì Trà My có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Câu hỏi của Trà My như sau. Hợp tác CLMV là cơ chế hợp tác giữa 4 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tên gọi CLMV được ghép từ chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của 4 quốc gia nói trên. Hãy cho biết đó là các quốc gia nào? Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar. Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar. Rất tiếc, bạn đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Chúc mừng Trà My. Bây giờ thì Trà My có thể trở về vị trí rồi. Nhật Minh đang có một mốc 210 để tính phương pháp thi đấu của mình. Xin mời bạn. Nhật Minh sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào ạ? Dạ, em xin chọn 3 câu 20. 3 câu 20 điểm. Chúc Nhật Minh thành công với lựa chọn này. Trong truyện Chí Phèo, chi tiết nào đã thức tỉnh tính thiện trong Chí Phèo? Làm hắn suy nghĩ nhiều, hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù? Dạ là... Chí Phèo ăn cháo hành của thì nở. Một chi tiết thể hiện sức mạnh của tình yêu chân thành có thể thức dậy những khía cạnh lương thiện của một con người. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Nhật Minh. Ở câu hỏi tiếp theo thì Nhật Minh có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Câu hỏi như sau. Hãy sắp xếp theo thứ tự các cặp sông Hương núi Ngự, sông Vân núi Thúy, Non Côi sông Vị, núi Ấn sông Trà với các tỉnh Nam Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình. Sông Hương núi Ngự là Thừa Thiên Huế, sông Vân núi Thúy là Ninh Bình, Non Côi sông Vị là Nam Định, núi Ấn sông Trà là Quảng Ngãi.
Chúng tôi đã nghe thấy một vài tiếng vỗ tay nho nhỏ ở phía dưới khán giả. Và tại sao quý vị khán giả không vỗ tay to hơn nữa đi ạ? Bạn sẽ giữ vững phong độ này bằng cách chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Không ạ. Câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của bạn như sau. Mời bạn trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn thí sinh của chương trình Đứng lên đỉnh Olympia. Ở đây mình có một chất bột với tên gọi rất thú vị, đó là bột khai. Và càng thú vị hơn khi nó là một trong các thành phần làm ra các loại bánh như bánh bao, bánh tiêu hay là quẩy. Và bây giờ mình sẽ nung nóng lên cho các bạn xem. Khi nung lên thì nó sẽ thoát ra một chất khí, và khí này làm xanh dây đo pH. Đây là khí ammonia, có tính kiềm đấy. Thì bột khai là một loại muối. Khi nhiệt phân sẽ tạo ra 3 sản phẩm gồm hơi nước và hai khí, khí ammonia NH3 và khí carbon dioxide CO2. Vì vậy nó sẽ làm cho bánh nở to và nhanh hơn, xốp hơn so với việc dùng baking soda NaHCO3 nhiệt phân, chỉ tạo được mỗi khí CO2 thôi. Nhưng trên thực tế chỉ cần dùng một lượng nhỏ và phải chế biến cẩn thận, không thì cái bánh nó rất dễ bị khai. Và câu hỏi cho các bạn là dựa vào phản ứng này, các bạn hãy cho mình biết công thức hóa học của bột khai là gì? Câu trả lời của em là NH4HCO3. 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 Chúng tôi thấy anh Đức đã đặt sẵn tay ở trên chuông rồi ạ. Nhưng cơ hội không còn nữa câu hỏi này. Điểm là số điểm bạn đang có sau phần thi về đích và đang tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Chúc mừng bạn, bạn có thể trở về vị trí. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là anh Đức. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Xin mời anh Đức tiến lên phía trước. Em xin lựa chọn 20, 30 và 20 ạ. 20, 30 và 20. Chúc anh Đức thành công. Trong số những loài động vật lặn sâu nhất hành tinh, có một loài chim. Đó là loài chim gì? Câu trả lời của em là chim cánh cụt ạ. Các nhà khoa học đã gắn máy đo độ sâu vào 93 chú chim này và đo được độ sâu lớn nhất là 564 mét, và đáp án chính xác ở đây là chim cánh cụt hoàng đế hay chim cánh cụt. Xin chúc mừng bạn. Anh Đức đã sẵn sàng với câu hỏi số 2 rồi, và sau đây sẽ là nội dung câu hỏi đó. Một hôm, Minh hỏi ông về số tuổi của những người trong gia đình. Ông liền nói, tuổi cháu có bao nhiêu ngày thì tuổi bố cháu có bấy nhiêu tuần. Tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Hỏi năm nay ông của Minh bao nhiêu tuổi, biết rằng tổng số tuổi của ba người bằng 140. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Trà My. Câu trả lời của em là 84. Đây là một câu hỏi khá quan trọng, có giá trị 30 điểm. Nếu như Trà My trả lời đúng thì chúng ta sẽ có hai người đang tạm vươn lên dẫn đầu. Cuộc thi ngày càng căng thẳng hơn. Nếu trả lời sai thì chắc chắn sẽ là một sự tiếc nuối khá lớn với các bạn đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn. Tuổi Minh có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bấy nhiêu tuần, nên tuổi bố gấp 7 lần tuổi Minh. Tuổi Minh có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm, nên tuổi ông gấp 12 lần tuổi Minh. Gọi tuổi Minh là x thì chúng ta sẽ có phương trình x cộng 7x cộng 12x bằng 140.
giải phương trình ta được x bằng 7, suy ra tuổi ông năm nay 84 tuổi. Xin chúc mừng Trà My. Cuộc đua đang ngày càng gay cấn hơn nữa. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy hai số điểm 240 đồng dẫn đầu trong cuộc đua ngày hôm nay. Tuy nhiên bây giờ hãy cùng dành sự chú ý và lời cổ vũ dành cho anh Đức, người đang đến với câu hỏi tiếp theo đây. Ở câu hỏi có giá trị 20 điểm này thì anh Đức có lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ có ạ. Ngôi sao hy vọng dành cho anh Đức ở câu hỏi 20 điểm này. Chúc bạn thành công và may mắn. Trong công nghiệp, phản ứng giữa ammonia và oxy được thực hiện ở nhiệt độ từ 800 đến 900 độ C với xúc tác là gì? Câu trả lời của em là platinum ạ. Bạn đã có thêm 40 điểm. Xin chúc mừng anh Đức. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho anh Đức rồi. Bạn có thể trở về vị trí. Cảm ơn anh Đức. Và chúng ta sẽ đến với phần thi của bạn Ngọc Anh. Xin mời bạn. Ngọc Anh, hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em xin lựa chọn 20, 30 và 20. 20, 30 và 20, đó là lựa chọn của Ngọc Anh. Chúc bạn thành công. Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi trong đời sống, đúc tiền, làm đồ trang sức, làm răng giả. Muối iodide của X được sử dụng nhằm tụ mây tạo ra mưa nhân tạo. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Hãy xác định nguyên tố X. Đã hết giờ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Nhật Minh. Câu trả lời của em là Ag. Lại tiếp tục là một khoảnh khắc vô cùng căng thẳng. Bạn đã có những suy luận và tính toán như thế nào? Em dựa vào điều kiện là nhằm tụ mây để tạo mưa nhân tạo, thì muối tạo ra là Ag. Chỉ thế thôi ạ? Dạ, chỉ thế thôi. Khoảnh khắc quyết định. Nhật Minh vươn lên dẫn đầu. Ngọc Anh, hãy thoải mái và bình tĩnh. Bây giờ bạn sẽ đến với câu hỏi có giá trị 30 điểm nữa. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Will you go to the movies tonight, Marco? Can we go tomorrow? I'm busy running tonight. Training to run a marathon? No, I need to practice for the fancy pants trekking trip next month. Wow, sounds great. I'd love to do a trek one day. Do you want to come with me this time? Do I have enough time to practice? I'm worried I'm not strong enough. No worries. A month of hard practice is enough. What training method did Marco choose to prepare for the fancy fun climb? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời anh Đức. My answer is trekking. Đúng là đoạn hội thoại vừa rồi có nhắc đến trekking. Trước đó thì cô có rủ thầy đi xem phim. Nhưng thầy có nói rằng thầy bận. Và câu hỏi được đặt ra: thầy Marco đã lựa chọn cách tập luyện nào để chuẩn bị cho chuyến leo Phan Xipang? Và đáp án có từ ngay câu đầu tiên của thầy, đó là running. Một đoạn hội thoại tiếng Anh khá khó. Và chúng ta còn một câu hỏi nữa thôi. Ngọc Anh có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Không ạ.
Hãy tự tin, hãy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi của em. Phương pháp y học nào cho phép con người kiểm tra tần số và sự điều hòa của nhịp tim, tốc độ truyền tín hiệu điện và sự gia tăng bệnh lý ở các khoang tim khác nhau? Các bạn thí sinh còn lại thì sao ạ? Câu trả lời của em là phương pháp đo 3 điện tâm 2 điện tâm đồ ạ. Phép đo điện tâm đồ ạ. Bây giờ đã là câu hỏi cuối cùng rồi. Và nếu như giành được 20 điểm ở câu hỏi này thì chúng ta sẽ có một kết cục là phần thi câu hỏi phụ. Nhưng liệu điều đó có xảy ra hay không? Trà My đang suy nghĩ thế nào ạ? Em thấy hồi hộp ạ. Từ đầu chương trình đến giờ thì Trà My luôn cho thấy được sự bình tĩnh của mình. Nhưng ở câu này thì có vẻ hơi khác một chút. Đáp án của chúng tôi trong câu này là phương pháp ECG, đo điện tim hay điện tâm đồ. Một cuộc thi quá nảy lửa tới những câu hỏi cuối cùng. Và Ngọc Anh ơi, em cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Chúc em sẽ luôn bình tĩnh và hướng về phía trước như bông hoa hướng dương trên màn mình nhé. Cảm ơn Ngọc Anh. Như vậy là chúng ta đã biết được có hai bạn thí sinh sẽ cùng dắt tay nhau bước vào cuộc thi tháng ở cuộc thi ngày hôm nay, đó chính là Trà My và Nhật Minh. Tuy nhiên, vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay thì vẫn chưa quyết định được ai là chủ nhân. Vì thế chúng ta sẽ đến với phần thi câu hỏi phụ. Ở phần thi câu hỏi phụ này thì các bạn sẽ có tối đa 3 câu hỏi tất cả, và đây sẽ là phần thi loại trực tiếp. Bây giờ sẽ là câu hỏi phụ đầu tiên. Từ cuối thế kỷ thứ 9, nhà Đường suy yếu. Nhân cơ hội đó, một hào trưởng quê ở Hồng Châu, Ninh Giang, Hải Dương ngày nay đã đánh chiếm thành Đại La và tự xưng Tiết Độ Sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. Nhân vật đó là ai? Bắt đầu! Xin mời Trà My. Câu trả lời của em là Khúc Thừa Dụ. Ở phía dưới khán đài đã có rất nhiều động tĩnh rồi. Xin chúc mừng nữ chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi ngày hôm nay. Xin chúc mừng Trà My đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Cảm ơn sự hết mình, tài năng của bạn Nhật Minh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại cuộc thi tháng. Sau 4 phần thi căng thẳng gay cấn thì cuối cùng chúng ta cũng đã biết ai là người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ thì hãy cùng nhau tổng kết số điểm của 4 bạn thí sinh. Người xuất sắc nhất trong cuộc thi ngày hôm nay đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội, bạn Trà My với 260 điểm. Bạn Lưu Ngọc Anh đến từ trường Trung học phổ thông Hưng Yên giành được số điểm 30. Ngang tài ngang sức, bản lĩnh thông minh, đó chính là bạn Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Gia Lai, 260 điểm. Và bạn Nguyễn Vũ Anh Đức đến từ trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Thái Nguyên giành được số điểm 155. Những tiếng chuông đồng loạt vang lên. Và chỉ nhanh hơn một chút thôi. Bật mí là có đến 4 phương án. Số điểm đang bám khá sát nhau sau rất nhiều lần bấm chuông. Thì bây giờ chắc là cảm xúc đang rất hỗn độn vì em đã dành toàn bộ tâm huyết cho cuộc thi này. Xin chúc mừng Nhật Minh. Xin cảm ơn nỗ lực của 4 bạn thí sinh, và bây giờ thì xin mời cả 4 bạn sẽ cùng bước lên bục trao giải.
Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Bùi Văn Dũng. Và xin kính mời ông Bùi Văn Dũng sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Cảm ơn ông Bùi Văn Dũng. Trên tay tôi lúc này là danh sách đầy đủ 4 gương mặt sẽ tham gia vào cuộc thi tháng được tổ chức vào tuần sau. Chúng ta sẽ được gặp lại bạn Huỳnh Trần Duy Bảo Anh đến từ trường Trung học phổ thông An Phước Ninh Thuận, nhất tuần 1 với 280 điểm. Bạn Lê Phạm Minh Toàn đến từ trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, thành phố Hồ Chí Minh, nhất tuần 2 với 270 điểm. Và tất nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ được gặp lại hai bạn thí sinh với tổng số điểm 260. Nhất tuần 3, Lê Trà My đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Quốc Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Gia Lai cùng với số điểm 260. Trong cuộc thi ngày hôm nay, chúng ta đã cùng trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, nhưng điều mà chúng ta có thể thấy được ở cả bốn bạn thí sinh đó là nỗ lực hết mình tới những câu hỏi cuối cùng và sức mạnh vẻ đẹp của tri thức. Cảm ơn nỗ lực của cả bốn bạn thí sinh, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã là một phần quan trọng của đường lên đỉnh Olympia. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đây là chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Cảm ơn quý vị khán giả. Ơn quý vị khán giả. Đó là chiến thắng nhá. Vấn đề gì? Chiến thắng trong lòng cơ bự. Dạ em khá là tiếc có câu hỏi phổ, em bị trượt chuông dẫn đến em không bấm. Em nghĩ đây là một sự may mắn tại vì là em khá là căng thẳng và hồi hộp, em không nghĩ là mình có thể bấm được. Em sẽ cần phải giữ bình tĩnh hơn trong cuộc thi tháng. Là em khá tiếc nuối vì những câu hỏi mà em biết nhưng mà em nhận trả lời sai. Còn em chúc các bạn sẽ thật là thành công trên con đường của riêng mình ạ.